Lương Bằng Quang đăng tin tuyển người yêu mới sau một tháng chia tay. Ngân 98 gửi lời chúc phúc. Ngân 98 cho hay cô chưa muốn yêu vội sau chia tay và kêu gọi mọi người hãy gửi lời chúc phúc đến bạn trai cũ Lương Bằng Quang. Khi mọi người bận tâm chuyện quay lại, Ngân 98 lên tiếng chuyện chấm dứt với Lương Bằng Quang. Không chỉ vậy, cô còn chúc phúc đến bạn trai cũ khi anh đăng đàn tuyển người mới. Sau khoảng một tháng chia tay Ngân 98, Lương Bằng Quang gây tranh cãi khi đăng đàn tuyển bạn gái mới. Chứng kiến hành động của bạn trai cũ trên trang cá nhân, Ngân 98 khá bình thản và mong mọi người đừng bàn tán về cuộc tình này nữa, cũng như gửi lời chúc phúc đến Lương Bằng Quang, cô chia sẻ. Một chút mở lòng vì quá nhiều người quan tâm đến chuyện tình của Ngân. Trước tiên, Ngân cảm ơn chị em đã nhắn tin an ủi Ngân. Nếu Ngân nói, Ngân quên bạn ấy rồi là Ngân nói xạo đó. Cái mà Ngân đủ bản lĩnh làm được bây giờ là hình ảnh của bạn ấy. Những gì liên quan đến bạn ấy, Ngân không còn thấy đau lòng hay bận tâm nữa. Ngân mong những ai yêu mến Ngân thì giúp Ngân chúc phúc cho bạn ấy. Vì bạn ấy đang thực sự rất cần người mới đó, còn bản thân Ngân, nghĩ trước mắt Ngân phải giỏi hơn nữa. Không việc gì phải vội vàng cả, không cần vì cảm thấy cô đơn mà nắm tay bừa, phải mạnh mẽ lên. Tóm lại, xin đừng trông chờ hay bàn tán gì thêm về cuộc tình này vì Ngân cũng đã quyết kết thúc rồi. Ngân 98 mong mọi người đừng hỏi những gì liên quan đến Lương Bằng Quang. Trong suốt 3 năm yêu đương mặn nồng, Lương Bằng Quang và người yêu kém 16 tuổi thường xuyên thể hiện tình cảm quá lố trên mạng xã hội. Cặp đôi còn gây chú ý khi cùng nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi có diện mạo mới, Lương Bằng Quang và Ngân 98 tuyên bố đường ai nấy đi. Khiến dư luận hoài nghi họ làm trò để PR tên tuổi, nhưng thực tế từ chia sẻ gần đây, dư luận phần nào hiểu họ chia tay. Không còn là trò đùa mà thành sự thật. Lương Bằng Quang và Ngân 98 từng có 3 năm bên nhau. Ngân 98 cho hay cô muốn mình giỏi hơn sau chia tay và không yêu vội vàng. Trong bài phỏng vấn cách đây không lâu, Lương Bằng Quang từng chia sẻ sau chia tay anh và Ngân 98 vẫn ngủ chung. Nam nhạc sĩ cho rằng điều đó là tự nhiên, không có gì phải xấu hổ. Nghi án cặp đôi diễn viên Buka và đạo diễn Diệp Tiên đã đường ai nấy đi. Buka và Diệp Tiên là một trong những cặp đôi được khán giả mong đợi sẽ về chung một nhà, thế nhưng gần đây cả hai đang vướng phải nghi án chia tay. Diễn viên Buka và đạo diễn Diệp Tiên chính thức hẹn hò sau khi cùng tham gia cuộc thi Cười Xuyên Việt. Chuyện tình dễ thương của họ rất được đông đảo người hâm mộ quan tâm chú ý. Cũng không ít lời bàn ra tán vào về mối quan hệ của Diệp Tiên Buka, vì một người là tổng đạo diễn, còn một người là thí sinh. Sau một thời gian dài hẹn hò công khai, dường như cả hai đã xuất hiện tin đồn chia tay. Buka Diệp Tiên được xem là một trong những cặp đôi trai tài gái sắc của làng sân khấu kịch. Thời gian gần đây, hiếm thấy cả hai đăng tải về những khoảnh khắc đời thường đầy đáng yêu như trước. Cũng không còn tay trong tay tham dự các sự kiện cùng nhau, dù chưa lên tiếng và khá im lặng, nhưng không ít fan hâm mộ đã nhận ra điểm khác thường của cặp đôi khi họ không còn là bạn chung của nhau trên Facebook và cũng đôi lần nữ diễn viên đăng tải những dòng trạng thái buồn lên trang cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, trên trang cá nhân của cả hai hiện không còn hình ảnh của nhau, không còn liên quan với nhau, phải chăng cả hai đã tan vỡ sau một thời gian dài tìm hiểu nhau? Cả hai không còn là bạn bè của nhau trên Facebook. Dòng tâm trạng đầy ẩn ý được Buka mới đăng tải trên trang cá nhân. Từ nay ranh giới giữa hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua. Chiếc thiệp cưới của đạo diễn Nhất Trung chỉ để tên Buka. Về phía đạo diễn Diệp Tiên, anh cũng chưa lên tiếng về việc có chia tay với Buka hay chưa. Nhưng những dòng bình luận của Diệp Tiên trên trang cá nhân của mình cũng khiến người hâm mộ phải thắc mắc. Dòng bình luận của đạo diễn Diệp Tiên và nghệ sĩ Huỳnh Lập trên trang cá nhân. Dòng trạng thái và bức ảnh được Diệp Tiên chia sẻ nhưng xóa ngay sau đó, dù ngồi chung bàn nhưng cả hai lại khá lạnh nhạt với nhau. Việc chia tay của các cặp sau Việt hiện nay không phải là chuyện đáng bất ngờ, họ đều gây tiếc nuối với khán giả hâm mộ vì mối tình đẹp nhưng không đi đến một kết thúc viên mãn. Dù chưa biết thật hư về chuyện chia tay đường ai nấy đi của cặp đôi Buka Diệp Tiên, thế nhưng khán giả chắc chắn sẽ rất tiếc nuối nếu như đây là sự thật. Thủy Tiên liên tiếp để lộ thân hình gầy trơ xương đến mức đáng báo động. Thời gian gần đây, Thủy Tiên liên tiếp để lộ thân hình da bọc xương, phần cánh tay khẳng khiu khiến fan xót xa. Mới đây trên trang cá nhân, Thủy Tiên chia sẻ dòng chú thích: chuẩn bị ra đường thì trời mưa, Sài Gòn mùa mưa, là để ở nhà sáng tác, đính kèm là tấm hình mới nhất của nữ ca sĩ. Ngay khi đăng tải, hình ảnh của Thủy Tiên nhận được sự quan tâm lớn. Bên cạnh lời khen ngợi, nhiều người không khỏi xót xa thân hình da bọc xương gầy gò của bà mẹ một con.
Nữ ca sĩ để lộ phần xương quai xanh, cánh tay khẳng khiu gầy gò trong chiếc áo hai dây. Chưa kể trong tấm ảnh được đăng tải, làn da nữ ca sĩ thể hiện sự nhợt nhạt, thiếu sức sống. Chị Tiên dạo này hơi xương, gầy quá chị ạ. Càng ngày càng gầy thì phải, được ông xã Công Vinh chăm vậy nhưng vẫn không thể béo lên. Chắc tại suy nghĩ cho sản phẩm mới nên chị gầy đi nhanh quá. Là những bình luận từ cư dân mạng. Trước đó khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí, Thủy Tiên cũng gây bất ngờ với thân hình cò hương. Vốn sở hữu cơ thể mình hạt xương mai nhưng thân hình gầy hơn mức bình thường của bà xã Công Vinh khiến người hâm mộ giật mình. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng để lộ thân hình gầy tông teo trong những tấm ảnh chưa qua chỉnh sửa. Trong những tấm ảnh chưa qua chỉnh sửa, bà mẹ một con diện chiếc đầm trắng cúp ngực, khoe vòng một căng tròn. Tuy nhiên, thiết kế này đã phơi trọn nhược điểm cơ thể Thủy Tiên như xương quai xanh, phần vai và cánh tay khẳng khiu gầy guộc. Khi so sánh với loạt hình đã qua chỉnh sửa được nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người thấy rõ sự khác biệt. Nếu như ở tấm hình được đăng bà xã Công Vinh khoe cơ thể đầy đặn, thì trong ảnh hậu trường, dung mạo nữ ca sĩ trái ngược hoàn toàn. Từng được biết đến là mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng cơ thể nóng bỏng quyến rũ, nhưng với ngoại hình như hiện tại, Thủy Tiên đang khiến người hâm mộ xót xa. Thậm chí fan khuyên nữ ca sĩ nên dành thời gian chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Trương Quỳnh Anh, tôi mặc kệ bản thân khi trải qua thời kỳ khủng hoảng nhất cuộc đời. Trở lại với hình ảnh tràn đầy năng lượng, Quỳnh Anh thu hút trong bộ ảnh được thực hiện tại sân bay. Sau nhiều sóng gió bủa vây, nữ ca sĩ nghiệm ra cần phải tử tế hơn với bản thân mình, bởi cô nhận ra mình đã không còn trẻ để rong chơi và buông lơi mãi. Thời gian gần đây, rất nhiều khán giả bày tỏ sự quan tâm đến cuộc sống, công việc, cũng như những dự định mới nhất của Trương Quỳnh Anh trong năm 2019. Sau một khoảng thời gian dài đối diện với nhiều sóng gió và chuyện không vui trong cuộc sống, Trương Quỳnh Anh đã chứng tỏ được với những người yêu thương mình rằng bản thân Trương Quỳnh Anh là một cô gái mạnh mẽ, hiện đại và luôn biết cách cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc cùng với việc chăm sóc cho con trai Sushi, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ được cho mình sự tươi trẻ sành điệu. Cô quan niệm, dù đã sinh con, đã là người phụ nữ của gia đình hay dù trải qua bao sóng gió thì vẫn phải tươi tỉnh, xinh đẹp, rạng ngời mọi lúc. Bằng chứng cho lời hứa ấy, một số hình ảnh được chụp ở sân bay trong chuyến đi công tác vừa qua. Nữ ca sĩ thu hút với ngoại hình xinh đẹp, thu hút gợi cảm. Dù thời tiết khá nóng của Sài Gòn, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ được thần thái ngút trời và cực kỳ quyến rũ, gợi cảm, hiện đại. Cùng với phong cách thời trang trẻ trung, thần thái tươi tắn, Trương Quỳnh Anh biến phi trường như một thảm đỏ sự kiện lung linh sang chảnh. Tinh tế chọn cho mình bộ trang phục màu nhã nhặn với vest phối hợp cùng áo hai dây, Trương Quỳnh Anh khoe triệt để vóc dáng thanh mảnh, nước da trắng mịn. Nữ ca sĩ bật mí là một người thường xuyên xuất hiện trước công chúng, hơn ai hết Trương Quỳnh Anh hiểu rằng bản thân phải chú ý việc chăm chút cho nhan sắc, thần thái, vẻ ngoài mỗi ngày để có được sự tự tin trong mắt người đối diện. Và đó cũng là một cách để Trương Quỳnh Anh thể hiện sự tôn trọng khán giả và những người cộng sự của mình. Tôi từng mặc kệ bản thân khi trải qua thời kỳ khủng hoảng nhất của cuộc đời, khiến cân nặng thay đổi không ổn định. Có lúc ốm đến lòi hết xương, có lúc mập mạp đến thở cũng khó. Rồi soi gương tôi nhận ra chẳng lẽ cứ để gương mặt lem luốc vì buồn, vì khóc, mỗi ngày nhồi nhét đủ thứ món ăn mà không quan tâm đến cân nặng. Nhận ra việc không tôn trọng chính bản thân mình thì làm gì được ai tôn trọng. Tôi bắt đầu yoga, tập đấm bốc, kiêng khem ăn uống để trở lại tự tin hơn, Trương Quỳnh Anh chia sẻ. Để có vóc dáng mảnh mai đầy sức sống, Trương Quỳnh Anh đã có lúc nhịn ăn gần cả tuần liền, chỉ uống nước trái cây không đường, salad, ăn nhiều rau tươi có màu xanh ướt gà luộc để đi tóc. Cậu con trai Sushi có lúc không biết mẹ giận hơn gì mà nhịn ăn, tuyệt thật nên đã buồn và khóc. Để con trai an tâm, Trương Quỳnh Anh đã giải thích việc đi tóc giảm cân là gì để cậu nhóc 7 tuổi biết được lịch trình ăn uống của mẹ. Detox để thanh lọc cơ thể kết hợp với chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Đã có đêm tôi đói quá ngủ không được, lọ mọ dậy tôi nhìn đồ ăn mà thèm thuồng, chỉ uống nước cầm hơi, kiên định với quyết tâm đã đặt ra. Tôi nghĩ hãy nghiêm túc tử tế với chính mình vì chúng ta không còn trẻ nữa, nữ ca sĩ cho biết. Nữ nghệ sĩ bật mí sắp tới đây cô sẽ xuất hiện trong một TV show truyền hình thực tế cực kỳ đặc biệt mà lần đầu tiên cô tham gia. Trương Quỳnh Anh rất háo hức chờ ngày chương trình lên sóng và hy vọng khán giả sẽ yêu thích một hình ảnh cực kỳ mới mẻ, nhiều năng lượng mà Trương Quỳnh Anh thể hiện. Nhân đây, Trương Quỳnh Anh cũng muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến các khán giả, người hâm mộ và tất cả những ai đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Nữ nghệ sĩ rất trân trọng tình cảm đó và chính sự yêu thương, mến mộ chân thành là động lực giúp Trương Quỳnh Anh có thể mỉm cười và hạnh phúc bước về phía trước.
Diễn viên Minh Luân tự hào khoe căn hộ rộng 100m² sau 10 năm lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Gam màu chủ đạo được Minh Luân sử dụng trong nhà là trắng và vàng. Đây là ngôi nhà rộng rãi thoải mái nhất anh có được sau hơn 10 năm lập nghiệp ở thành phố. Tổ ấm của diễn viên Minh Luân rộng 100m². Tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, anh cho biết đây là ngôi nhà rộng rãi thoải mái nhất anh có được sau hơn 10 năm lập nghiệp ở Sài Gòn. Diễn viên Minh Luân chia sẻ về quyết định mua căn hộ sau nhiều năm tích góp. Minh Luân chia sẻ anh mua căn hộ từ người quen giới thiệu. Ban đầu anh dự định đầu tư, nhưng khi dự án hoàn thành, nhận thấy nơi đây đi lại thuận tiện, không gian thoải mái nên anh quyết định chuyển đến. Nội thất bên trong căn hộ cao cấp rộng 100m² của diễn viên Minh Luân. Diện tích căn hộ 100m² có 3 phòng ngủ. Đúng với nhu cầu của tôi, sắp tới tôi đưa cháu lên thành phố Hồ Chí Minh học đại học, nam diễn viên nói. Một góc phòng khách, Minh Luân trưng bày các giải thưởng anh nhận được. Anh thừa nhận thiết kế nhà khá đơn giản và tiết kiệm tiền. Căn hộ của tôi chỉ ấm cúng gần gũi với bản thân chứ không sang chảnh như người ta. Tôi muốn làm mọi thứ tiết kiệm, tiền còn lại dành đầu tư kinh doanh, anh lý giải. Minh Luân hạnh phúc giới thiệu nơi ăn chỗ mở được anh tạo dựng sau 10 năm lập nghiệp ở thành phố. Nam diễn viên tự hào khoe các giải thưởng anh đạt được. Minh Luân cho biết anh thích nhất ban công phía phòng khách. Khu vực này rộng rãi, có view đẹp, vì thế sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, anh lại ra đây ngồi nhâm nhi tách cà phê hoặc ly rượu vang. Gam màu chủ đạo nam diễn viên sử dụng trong nhà là trắng và vàng. Theo anh, đây là hai màu tạo cảm giác sạch sẽ, ấm cúng. Với sở thích ca hát, Minh Luân tự trang bị dàn âm thanh hiện đại để tự hát ở nhà. Phòng ngủ nam diễn viên được thiết kế giản đơn, Minh Luân cho biết anh thích tự tay dọn dẹp phòng ngủ mỗi ngày. Nam diễn viên dành hẳn một căn phòng riêng để chứa trang phục đi diễn. Minh Luân sở hữu khá nhiều đôi giày để phục vụ công việc và sinh hoạt hàng ngày. Minh Luân chia sẻ, anh không đầu tư quá nhiều tiền vào nội thất căn hộ bởi chỉ cần không gian sống đơn giản ấm cúng. Theo anh, số tiền để đầu tư nội thất hiện đại anh có thể dùng làm vốn để đầu tư kinh doanh.